Kính thưa các anh chị và các nhà đầu tư đang xem video của em. Video của em ngày hôm nay xin giới thiệu với các anh chị và các nhà đầu tư một cái dự án căn hộ ở một cái vị trí khá là đắc địa ở thành phố Quy Nhơn, mặt hướng biển, lưng tựa núi. Đó là cái khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Con La. Cái khu căn hộ Con La này được đầu tư với cái tổng vốn hơn 563 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư và phát triển Amor đầu tư. Rồi. Bây giờ các anh chị cùng với em qua bên xe bàn để mà em giới thiệu chi tiết hơn về cái sản phẩm, cái khu căn hộ Con La này nha. Dạ thưa anh chị, đây là cái xe bàn dự án Con La mà em muốn giới thiệu với các anh chị đây này. Cái vị trí của Con La nằm ngay chỗ cái ngã ba khá là đắc đạo giữa cái đường Tây Sơn, quốc lộ 1D và đường Nguyễn Thái Học. Tại cái vị trí này đi đến những cái tiện ích ở trong thành phố khá là gần luôn. Anh chị mất khoảng cỡ vài phút có thể đi đến siêu thị Big C này, siêu thị Metro này, và các anh chị cũng có thể đi đến những cái tiện ích khác như là trường đại học, rồi bệnh viện, rất là gần luôn, chỉ mất vài phút di chuyển thôi. Như các anh chị thấy là cái xe bàn này có tổng cộng là 29 tầng và có một tầng hầm. Tầng hầm của cái căn hộ này là dùng để xe ô tô. Cái tầng 1 của cái khu căn hộ này nó toàn bộ là shop house. Tầng 2 của nó là cái chỗ để xe máy. Tầng 3, tầng 4 của nó là tích hợp nhà sinh hoạt chung, tập gym, hồ bơi và khu vui chơi trẻ em. Từ cái tầng 5 của nó trở lên trên này, đó là cái căn hộ này các anh chị. Căn hộ này là căn hộ có vườn đầu tiên của cái thành phố Quy Nhơn mình nha anh chị. Rồi cái khu căn hộ Con La này nó khá là đa dạng diện tích, từ 39m² đến 82m² với 4 loại căn hộ. Đó là căn hộ 1 phòng ngủ, căn hộ 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, căn hộ 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, và căn hộ 3 phòng ngủ. Với căn hộ Con La này thì các anh chị có thể sở hữu căn hộ lâu dài này. Và một điều đặc biệt là các anh chị khách tính khi mà mua căn hộ Con La này có thể được nhập khẩu tại thành phố Quy Nhơn luôn nha. Căn hộ Con La này thì sẽ được bàn giao vào quý 3 năm 2023 nha các anh chị. Rồi, em vừa giới thiệu với các anh chị về cái dự án căn hộ Con La. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi video của em, và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo nha.